không có tiền đi học hoặc tự mình không ham học thì cũng còn tệ hơn ở vùng sâu vùng xa. Mà ở Trung Quốc, ở giữa cái chỗ có những người văn minh, có người trí thức, mà phải luôn luôn được gặp minh sư mới là điều cần thiết. Đó là trường ngộ minh sư, chánh tính xuất gia, đồng chơn nhập đạo. Xuất gia là phải xuất gia chánh tính là phải tốt. Ở đây tôi nguyện xuất gia mà phải xuất gia chánh tính. Cái xuất gia mà để mà đi lại lục, đi cầu cúng, đi gian sinh đủ thứ thần này thất nọ, tầm bậy tầm bạ tạp nhạp, rồi để rồi đi thôi không nói tới đó nữa, tới đó ngậm dừa à. Tới đó tóm là dừa. Thì cái bằng cách tầm thường vô cùng. Thế thì cái xuất gia như vậy là không gọi là chánh tính xuất gia. Mà chánh tính xuất gia là xuất gia giả, là phải xuất tam giới gia, xuất phiền não gia, xuất tham sân si mạng gia, phi đản xuất thế tục gia. Như vậy xuất gia là ra khỏi cái nhà tam giới, dục giới, cái nhà dục giới mà người ta đang ở đó. Mọi người thường thường người ta đang ở trong cái nhà dục giới, bởi vì cái dục vọng của người ta nhiều lắm. Người nào cũng dục về tài, dục về sắc, dục về danh, dục về thực, dục về thùy, và vô số cái dục khác. Thì đó là cái nhà dục giới. Rồi cái nhà sắc giới là cái nhà mà tiện nghi vật chất, mà mình còn đam mê tiện nghi vật chất là mình ở trong cái nhà sắc giới. Rồi còn mình lại có một cái thứ tôn giáo, cái thứ tôn giáo mà nó hướng dẫn mình là đi sâu vào cái quan đường ảo tưởng mê tín dị đoan quyển hoặc. Thế thì là cái nhà đó là cái nhà vô sắc giới. Thành ra là ra khỏi cái nhà tam giới, dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Ra khỏi cái nhà phiền não, tham sân si mạng nghi, tức là tư hoặc, thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ kiến, giới cấm thủ kiến, tức là ra khỏi cái nhà kiến hoặc, và ra khỏi cái nhà thập tiền, là 20 món chi mạc phiền não, tức là ra khỏi cái nhà phiền não. Chứ không phải là chỉ ra khỏi cái nhà thế tục mà thôi. Thành ra đây nè, chánh tính xuất gia là xuất gia là phải có cái ý chí ra khỏi ba cái nhà dục giới, sắc giới, vô sắc giới, ra khỏi cái nhà phiền não, ra khỏi cái nhà vô minh. Chứ không phải ra khỏi cái nhà của cha mẹ. Sanh chánh tính xuất gia đồng chơn nhập đạo. Đồng chơn nó tức là được đi tu hồi nhỏ, mà cũng không nhất thiết là phải được đi tu hồi nhỏ mới quý. Có người người ta có gia đình rồi mà khi mà vào đạo người ta được chánh tính thì cũng gọi là đồng chơn nhập đạo. Cái đồng chân đây là tức là cái tâm hồn trong tắt, mà trong kinh Niết Bàn gọi là anh nhi hạnh. Đem cái tâm hồn trong tắt đó mà nhập đạo, mà xuất gia, mà tu hành, thì không phải là xuất gia hồi tuổi nhỏ như là 4-5 tuổi vô chùa. Nó đúng ra cái chữ đồng chân mà hiểu rằng 4-5 tuổi, 7 tuổi vô chùa là tốt, là không phải đâu. Không có tốt. Tốt hay không là tùy cái hột dốc ở của bản thân người đó, cái phước báo của người đó cộng với cái môi trường, cái hoàn cảnh của những ông thầy mà họ được gặp đào tạo cho họ. Chứ chữ đồng chân đây không đòi hỏi phải là 5 tuổi, 3 tuổi, 7 tuổi mà đưa cho chùa, mà gọi là đồng chân cái nghĩa đó là không đúng. Mà người ta có thể có gia đình rồi, người ta vì một cái trận đau khổ ghê gớm, một cái trận lừa đảo vì tình, vì tiền, vì một sự đau khổ, vì danh, vì lợi, mà bây giờ đây người ta nhận thức được là cái cõi đời này là rõ ràng là tài.
ngài thuộc ngũ gia phi ngã hữu. Bao nhiêu người thân quy tứ đại bổn lai không. Rồi ta thuộc rằng là nhất thiết hữu như pháp, như mộng, quyển, bào ảnh, như lội, như đen. Ta thấy được, ta nghe được cái đó, ta nhận thức được. Người ta đi xuất gia, thì cái xuất gia đó cũng được gọi là đồng chân. Đem một tâm hồn trong trắng đó mà ta xuất gia. Cho nên là Đức Phật hồi xưa, bà di mẫu của Đức Phật, tức là bà hoàng hậu đó, mẹ nuôi của Đức Phật, đi xuất gia. Rồi công chúa Gia Du Đà La sau đó cũng xuất gia. Rồi nhiều người đệ tử của Phật cũng không phải là xuất gia hồi là với cái nghĩa đồng chân là hồi còn 3-4 tuổi, 5-6 tuổi, mà người ta tu, ta vẫn Đức Phật vẫn khen những người đó đã đắc được quả tu Đà Hoàng, có tu Đà Hàm, có A Na Hàm, có đạt đạo. Chánh tín xuất gia đồng chân nhập đạo. Lục căn thông lợi, tam nghiệp thuần hòa. Mong rằng, nguyện rằng mình lục căn của mình được đầy đủ, tam nghiệp của mình thuần hòa. Chứ lục căn mà không đầy đủ thì theo cái đạo lý của nhà Phật, tu nó có nhiều cách lắm. Mà cái người mà thọ giới cũ túc và lục căn không đầy đủ thì Phật không có cho thọ. Nhưng mà dạy cho phép tu, nhưng mà không có cho thọ đại giới để làm khất sĩ tỳ kheo. Muốn làm khất sĩ được, muốn làm tỳ kheo được là phải lục căn đầy đủ, mà lại bén nhạy. Chứ còn manh lung ám á, tức là trần động muốn si rồi đó, thì cái đó không được. Vì vậy cho nên muốn xuất gia đó thì phải lục căn đầy đủ, và trí tuệ, trí óc phải thông lợi. Tam nghiệp là phải thuần hòa, tức là hiền, lành, không có thích, sát, đạo, nhập của tam nghiệp. Bất nhiễm thế duyên thường tu phạm hạnh. Con nguyện rằng đời sau con được lục căn thông lợi, tam nghiệp thường hòa, và đừng có nhiễm thế duyên. Cái đó cũng phải nguyện để cho nó gieo cái hột giống trong tâm hồn. Chứ cái người mà nó nhiễm thế duyên quá tu không có được. Mê karaoke quá không tu được. Mê nhảy đầm quá không tu được. Mê âm nhạc quá, cổ nhạc tân nhạc thì cũng không được. Mê hút thuốc ba số cũng không được. Mê uống cà phê ôm lại càng không được. Cà phê đã không được rồi, không nên rồi, mà cà phê ôm nữa thì lại càng không được. Mê hút thuốc ba số 30.000 gói chết rồi, tiền đâu mà xài to như thế. Thành ra là cái người mà ít nhiễm thế duyên mới là tu được. Tôi nói cái này là không phải tôi khoe đâu nha, nhưng mà tôi nói thật đấy. Tôi được cái phước gì thì tôi không biết, tôi không có nói với các vị là tôi có phước gì. Nhưng mà đặc biệt cái là tôi không ăn bậy được. Cho ăn cái gì của người ta mời tôi ăn bậy bạ tôi không ăn được. Cà phê tôi uống không được. Uống vô cái nào quạt tim, tim đập lên 120 nhịp trong một giây, trong một phút. Thành ra cà phê không uống được. Thuốc điếu là hút vô là không có thể gì, không có thể nói gì được nha. Hút thử chơi trong vòng nghe là một tuần mà 3 điếu là không còn hơi để nói vậy. Còn rượu là lớp tất nhiên là không được rồi. Uống vô là tối ngủ là không ngủ được. Uống thử một chút chơi với người ta coi ra sao, là tối đàm nó đặt khổ thở không được. Thế thì là cái đó là nó làm giống như là có cái sự hỗ trợ nào ở bên ngoài. Mà những cái mà nó làm cho mình nghiện ngập mà mình không nghiện được, mà người ta rất là ưa, ta rất thèm, mà mình lại không ưa, không thèm, mà lại kỹ nữa cơ chứ. Thành ra cái chuyện bất nhiễm thế duyên này đó, nếu mà mình mà được á, có cái phước đó đó là tốt lắm đó.
Chứ mà nghiện đủ thứ là không có được. Tiền ở đâu mà đem mà xài cái thứ đó? Người ta đi mần đổ mồ hôi sốt cái mắt kia cả, mà còn không cung cấp nổi cái đó. Mà mình ở đây mà sáng là cà phê là 3,000 rồi điếu thuốc, rồi thuốc lá 3 số, rồi ăn ăn đồ ngon, uống uống bia Tiger, Heineken, đó là uống lót dạ đó, gọi là cái gì. Còn uống chính thức nữa là Hennessy, là bồ đề ông, pha vô với soda. Những thứ như kiểu đó thì sao tu nổi. Còn tuần nào mà không có đi dần tân cổ nhạc hay là ca những nhạc kịch là chịu không nổi. Ngày nào cũng gắn hai cái phone cải lương ở trong lỗ tai này là coi như giật giờ giật dưỡng, nó không yên. Thế thì đó là nhiễm thế duyên đó. Khó tu cực lắm. Tu cực lắm. Mình phải chiêu chuộng người ta để mình xin xỏ kiểu nào đó để cho có tiền để mình cung cấp cho cái thứ đó. Cái thế duyên mà mình bị nhiễm này. Cho nên là phải nguyện bất nhiễm thế duyên. Thường tu phạm hạnh. Tu phạm hạnh là chỉ phạm hạnh tức là hành thanh tịnh, tức là thân khẩu ý đều thanh tịnh, đi trên con đường thập thiện đi lên chứ không có dưới con đường thập thiện, thì gọi là người phạm hạnh. Chấp trì cấm giới trần nghiệp bất xâm, chấp trì cấm giới của sa di giới, của thức sa ma na giới, của tỳ kheo giới. Thọ giới nào thì chấp trì cấm giới nấy. Trần nghiệp bất xâm tức là cái nghiệp sát đạo dâm vọng ngôn ý ngữ lưỡng thiện ác khẩu tham sân si, là hỷ nộ ai cụ ái ố dục. Những cái nghiệp đó là cái nghiệp trần của người thế gian, nó không xâm phạm mình, gọi là trần nghiệp bất xâm. Nghiêm hộ oai nghi tức là giữ oai nghi một cách nghiêm túc. Oai nghi là đi đứng nằm ngồi, nó có cái phong độ của cái người tu hành. Nói nín động tĩnh nó có cái phong độ của người tu hành, gọi là nghiêm hộ oai nghi. Nguyên vi vô tổn, nguyên vi xuất động như tế côn trùng, nghĩa là tất cả những cái sinh vật vô cớ thì không có được làm tổn thương, giết hại, chết chóc. Những loài bò bay mái cửa nhỏ nhất như côn trùng. Bất hùng, bát nạn, bất khuyết, tứ duyên. Nguyện cho là mình đừng có gặp bát nạn. Nếu mà mình lỡ mình bị trong bát nạn đó là một sự bất hạnh của cái người thiếu phước. Bát nạn là địa ngục nè. Hằng ngày chúng ta có thể đọa địa ngục nha. Ngạ quỷ nè. Tức là cái tham lam vô độ không bao giờ thỏa mãn á. Là chúng ta còn sống vậy nè. Mà chúng ta có thể là ngạ quỷ đây. Sống bằng tâm hồn ngạ quỷ và sống kiếp ngạ quỷ. Vẫn còn sống bình thường. Và cực tham, cực sân, cực si, đau khổ tràn ngập. Thì đó là địa ngục đó. Súc sanh nên là nhân bất thông cổ kim như ngưu mã như cấm cứ. Sống mà không có luân lý, không có đạo đức, không đủ tư cách làm người, không có tâm quy ngũ giới, không có tâm căn ngũ thường là đọa súc sanh rồi đó. Sách do tôi gọi là trâu ngựa mặc áo quần. Cái người mà không có đủ tư cách làm người, không có luân thường, không có đạo đức, đối với Phật thì không có tâm quy, không có ngũ giới, thì người đó dầu là mặc quần áo mà với cái nhìn của những bậc thánh nhân, ta coi như là mình đọa súc sanh. Bởi vì mình không còn biết lẽ phải nữa. Nhân nghĩa lễ trí tích không có. Tam can ngũ thường không có. Tất nhiên là cái tiêu chuẩn làm người trong xã hội không có. Thì dầu có đi hai chân, dầu có mặc quần áo, nhưng mà cái nhìn của bậc thánh nhân, ta gọi đó là bất thông cổ kiên, thì như ngưu mã nhi cấm cứ. Giống như trâu ngựa súc vật mà có mặc đồ vậy thôi. Khỉ nó cũng có lúc nó mặc đồ, nó đi xiệt trên thế giới đó, mà nó vẫn là khỉ mà. Đấy, cái nhìn của nhà đạo, của hiền thánh là nó vậy đó. Đó là bất
phùng bát nạn là không gặp, địa ngục ngạ quỷ súc sanh là ba ha, mình lùn áo á tức là đuôi điếc câm ngọng là bốn, à, Phật tiền Phật hậu là sáu, à, Bắc Cù Lô Châu là bảy, vô tưởng thiên là tám. Cảnh giới đó là ai mà rơi vào trong những cái đó gọi là bát nạn. Ở đây nguyện cho bất phùng bát nạn, đừng có gặp bát nạn, bất khuyết tứ duyên. Bất khuyết tứ duyên tức là mình sinh vào cái đời có tự do tín ngưỡng, tức là quốc vương, rồi cha mẹ sinh mình ra và cũng nuôi nấng cho mình trưởng thành để có điều kiện mình xuất gia, đó là phụ mẫu, rồi được gặp trường ngộ minh sư, mình gặp được thầy lành, được bạn tốt để dạy dỗ cho mình trên con đường đạo, đó là sư trưởng, và đạt được cái cảm tình của nhiều người và được nhiều người Phật tử tại gia người ta thương mến, ta kính quý, ta ủng hộ cho mình trên con đường học đạo hành đạo để chứng đạo, thì đó là đàn na. Tức là hồi xưa ta dùng cái từ quốc vương, phụ mẫu, sư trưởng, đàn đàn na, đủ bốn cái dương đó thì cái mình đi tu mới được. Chứ thí dụ như mình ở trong cái chế độ mà nó không có tự do tín ngưỡng, quốc vương không có giúp thì mình làm sao mình tu được. Vì vậy cho nên phải có cái ơn của quốc dân. Hồi xưa ta gọi là quốc vương, bây giờ mình dân chủ mình gọi là quốc dân. Rồi phụ mẫu, sư trưởng, là đàn na, đừng có thiếu, thiếu cái đó là mình không tu được. À, bát nhã trí dĩ hiện tiền, bồ đề tâm nhi bất thối. Tu tập rất cần cái trí tuệ, cho nên là phải bồi dưỡng, phải nâng cao trí tuệ. Mà muốn vậy là phải học kinh, phải đọc kinh, phải xem kinh, phải nghe kinh cho thật thường xuyên liên tục. Chứ không đọc kinh, không học kinh, không nghe kinh, không xem kinh thì bát nhã trí không có ở từ đâu mà ai mà cho được. Không ai cho được hết, cha mẹ không cho được, các giáo sư trong trường giỏi mấy cũng không cho được, Bồ Tát là người đạt đạo cũng không cho mình được, Phật Thế Tôn Vô Thượng cũng không cho mình được, mà phải dựa vào cái chánh nhân, cái chánh nhân trí tuệ là phải là mình thôi. Do vậy cho nên là phải học chánh pháp, hành chánh pháp, sống theo chánh pháp, từ đó cái bát nhã trí của mình nó mới là hiển lộ ra, làm cho cái bát nhã trí nó hiển lộ ra. Bát nhã trí gì hiện tiền, dùng cái trí bát nhã mà cho nó hiển lộ ra, mà hiển lộ ra cái trí bát nhã mà nó có thành tựu á, nó hiển lộ ra đó thì mới nhận thức được chân lý. Chứ chân lý không phải dễ nhận đâu, tìm hiểu và tư duy quán chiếu thực tướng của vạn pháp là vô tướng, đâu có phải dễ. Cái đó không có bát nhã trí gì hiện tiền ha, thì không bao giờ nhận thức được cái thực tướng của vạn pháp là vô tướng. Cái thực tướng của cái bình hoa đẹp này là vô tướng, thực tướng của cái này là vô tướng, của cái bình tất cả là vô tướng, thực tướng của núi sông đất liền trời trăng mây nước cỏ cây hoa lá là vô tướng. Ngay cả bản thân này, thực tướng của ngũ quẩn tứ đại này là vô tướng. Không có bát nhã trí vì hiện tiền thì không tư duy quán chiếu cái đó nổi, suốt đời nói bậy nói bạ, suốt đời chết rồi người ta không biết, là nó tổn thất lớn lao vô cùng mất mát, chứ kỳ thật không có gì quan trọng hết. Bát nhã trí mà không hiện lộ thì cuộc đời không có gì quan trọng hết. Bát nhã trí hiện tiền mới thấy được nhất thiết hữu như pháp như mộng quyển bào ảnh như lộ diệt như điện. Bát nhã trí hiện tiền mới thấy được một là tất cả là một. Bát nhã trí hiện tiền mới thấy được nhất tức nhất thiết, một là tất cả là một ha. Bát nhã trí hiện tiền mới thấy được cái chân lý duyên sanh. Bát nhã trí hiện tiền mới thấy được thế nào là vô vi, thế nào là hữu vi.
thế nào là bản thể đồng, thế nào là hiện tượng gì? Cái đó phải dùng bát giả trí gì hiện tiền. Vì vậy cho nên là phải học thật sự, tu phải tu thật sự, mà học phải học thật sự, phải có thiền định tư duy quán chiếu thật sự thì bát giả trí nó mới có cái cơ hội đó, nó xuất hiện ra, nó hiện tiền. Do vậy mà tam vô lậu học à, là muốn có tuệ á, cái tuệ là nó đứng vào hàng thứ ba. Cái người đạo sĩ phải có giới, không có giới là người này sẽ không bao giờ có định, mà không có định á thì không bao giờ có tuệ. Muốn có tuệ, muốn có bát giả trí hiện tiền thì cái người này phải có giới, từ có giới mà nó có định, từ có định mà biết được cái phương pháp tư duy quán chiếu nhận thức chân lý, đó là tuệ nó hiện tiền. Khi mà tuệ hiện tiền rồi thì bồ đề tâm duy bất thối, bởi vì bồ đề là cái đỉnh cao của trí tuệ. Cái quả bồ đề vô thượng là cái quả cao tột tận cùng của trí tuệ mà ra. Do tu bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, năm cái món đó, dầu tu công phu cực khổ thế nào cũng đều gọi là tu phước mà thôi, không bao giờ thành Phật được. Mà tu cái độ thứ sáu là lục ba la mật thì bát giả trí dị hiện tiền, lúc bây giờ mới thành Phật được. Đấy, phước tuệ lưỡng toàn mới thành Phật được. Mà bát giả trí dị hiện tiền rồi thì bồ đề tâm như bất thôi, bồ đề hiện ra. Tu tập chánh pháp liễu ngộ đại thừa, nguyện rằng con sẽ tu tập chánh pháp và liễu ngộ đại thừa. Liễu ngộ đại thừa mới là cái học được cái chân lý, cái chân lý liễu nghĩa mới là tận cùng chân lý. Chứ còn học cái chân lý lặt vặt, cái phương tiện của Như Lai đó thì giờ Như Lai dạy đủ hạng người hết đó. Hạng người nào Như Lai đã từng nói Như Lai là quá thân ra nhiều như bụi, như vi trần vậy. Để chi? Để hạng nào Như Lai dạy theo hạng ấy à? Ăn trộm ăn cướp cũng có Như Lai, Như Lai cũng có dạy đó rồi. Dạy ăn trộm cướp, người ta nói trộm cướp là ác, cho nên nói không phải. Tôi trộm cướp về tôi nuôi vợ con tôi, mẹ tôi ở nhà đau bệnh cả, cho nên tôi có thể ăn cướp về tôi nuôi mẹ tôi. Thế thì cũng là Như Lai đấy chứ. Cái tâm đó cũng là cái tâm lành của nó, nhưng mà cái tâm lành của nó là một phần nhỏ xíu của Như Lai xuất hiện trong đó đó. Rồi á, còn nó trộm cướp mới giết người tùm lum mà tới trình bắt ra thì trời ơi, hồi đó tôi tính tôi đánh mấy cái nhà kia cơ, đánh thêm đấy, nhưng mà tôi làm chưa xong. Mà tôi cũng thấy cái nhà đó, tôi cũng hơi thấy hiền hiền, ăn ở lành lành, thành ra tôi để xa cùng, tôi chưa làm tới. Thế thì Như Lai đã hiện thân vào ở trong cái con người đó. À, thành ra là hạng người nào cũng có Như Lai. Nói một cách khác là hạng người nào trên cõi đời này đều có Phật tánh ở trong đó hết. Rồi người nào họ cũng có tự biện minh rằng họ cũng có một cái tâm lành của họ, tâm lành theo cái kiểu của họ. Ví dụ như cái đám lương sơn bạc của truyện Thi Hử ha, lương sơn bạc là vì cái chế độ nhà vua nó bất công, nó thú nát quá, thì những người anh hùng lương sơn bạc đó ta ra, ta lập ra cái lương sơn bạc để ta chiến đấu, để ta lấy của người nghèo, ta đem ta cho nhà giàu. Thế thì cũng Như Lai xuất hiện là hiện thân vào trong những cái tư tưởng anh hùng đó. Thế thì cũng không ngoài đạo Phật đâu, nhưng mà cái đạo Phật đó là cái đạo Phật hết sức là nó giống như cái
cái bìa chéo của cái ngọn bão áp thấp nhiệt đới vậy. Cho nên là học đạo Phật á, phải học cái liễu nghĩa thượng thừa, giống như là cái luồng trung tâm áp thấp nhiệt đới cuốn, nó gì là cuốn lốc ha, nó giật lên cả cái tòa nhà, chứ không phải là nó chỉ làm lung lay cái lá cây vậy thôi đâu. Cho nên mình học mà không phải là liễu nghĩa thượng thừa đó thì giống như là ảnh hưởng cơn bão áp thấp nhiệt đới bằng cách là lá cây đông đưa vậy thôi. Mà ở đây là chánh tính xuất gia đồng chân nhập đạo, lục căn thông lợi tâm, nghiệp thuần hòa bất nhiễm, nhiễm thế duyên thường tu phạm hạnh. Rồi cái là phải chánh tính xuất gia đồng chân nhập đạo, rồi tu tập chánh pháp mình liễu ngộ đại thừa. Cái chữ nó quan trọng vậy. Cho nên là người ta nghe kinh ta mới biết kinh nào là kinh của nhân thừa, kinh nào kinh của thiên thừa, kinh nào là kinh của thanh văn thừa là tiểu thừa đấy, rồi kinh nào là kinh của duyên giác thừa là trung thừa, còn kinh nào là dạy cho đại thừa Bồ Tát. Đấy, vì vậy mà ở đây á, tu tập chánh pháp liễu ngộ đại thừa, đắc lục chủng chi hành môn, diệt tam kỳ chi kiếp hại. Con nguyện là con đi con đường của đại thừa, chứ còn không phải là thí dụ như trung thừa, tiểu thừa, nhân thiên là con học muốn. Cũng như là lại sám hối á, lại sám hối có câu á, ngã kim phát tâm bất dị tự cầu nhân thiên phước bảo. Con nay phát tâm là để mà sám hối trước Phật đây á, không cầu cái phước báo của nhân thừa, của thiên thừa, thanh dương duyên, thanh văn dương giác nải chí quyền thừa, con cũng không cầu cái thừa thanh văn tiểu thừa, con cũng không cầu cái thừa của dương giác là trung thừa, và con cũng không cầu quyền thừa Bồ Tát, tức là việc Bồ Tát mà chưa có đăng địa, chưa có lên cái địa vị thập địa đó, con cũng không cầu nải chí quyền thừa Bồ Tát, duy tối thượng thừa pháp Bồ Đề Tâm, con chỉ quy vào tối thượng thừa, tức là liễu nghĩa thượng thừa này là đại thừa này, để mà con phát cái tâm Bồ Đề. Cho nên cái bài này đây nè, nó nói vậy đó. À, tôi nói vậy rồi để ý coi, cái kinh điển không có phải cái nào cũng thứ nhau. Mình đọc lớp học thừa nào, nghe cái người đó, cái thầy đó giảng thừa nào, cái đối tượng cho ai, cái này khó nghe. Tu tập chánh pháp, tu tập chánh pháp khác mà còn không chánh pháp khác. Biết bao nhiêu người mệnh danh là đệ tử mà có khi chưa hề gặp chánh pháp. Cũng như ít có khi, ít có người mà gặp được cái trung tâm của áp thấp tuyệt đối lắm. Mà nếu mà gặp cái đó là mất mạng, là chết người. Cho nên ít có người gặp cái đó. Mà gặp được những cái bìa chéo, những ảnh hưởng của áp thấp tuyệt đối. Thế thì tu tập cái chánh pháp á, không phải là nhiều người được gặp đâu. Liễu ngộ đại thừa, khai lục độ chi hạnh môn, mở cái cửa tu về hạnh lục độ, mở cửa để mà hành đó, mà bắt đầu hành bố thí, thì giới, nhân dục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ, phải mở cái cửa lục độ để mà đi vào mà thực hành, mà tu tập, phải khai lục độ chi hạnh môn, diệt tam kỳ chi kiếp hại, tu cái mở cái cửa lục độ thì mới diệt được cái kiếp hại của tam ác kỳ. Tại vì trên cái nguyên tắc, cái đạo lý chung là cái người mà tu tập mà từ phàm phu mà tới thành địa vị Phật á, là phải trải qua tam ác kỳ. Tam ác kỳ là từ thập tính, thập hạnh, thập hồi hướng. Thập tính, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng ngang bằng cái địa vị quả đó, noãn đảnh nhẫn thế đệ nhất, ngang bằng đó thì gọi là đệ nhất a tăng kỳ.
tu thành tựu được pháp noãn, pháp nhẫn, pháp đánh, pháp thế đệ nhất là đệ nhất A Tăng Kỳ. Rồi tu tập để mà có ngang bằng với cái trình độ sơ địa, nhị địa, tam địa, tứ địa, ngũ địa, lục địa, thất địa, đó là những người đó là những người được đệ nhị A Tăng Kỳ. Rồi từ đệ bát bất động địa, bất động địa hiện tiền địa, diễn hành địa, thiên quy địa, pháp dân địa, là ba cái địa sau đó là đệ tam A Tăng Kỳ. Do vậy mà từ phàm phu mà thành Phật là phải tu, phải vượt qua tam A Tăng Kỳ, tức là phải mấy chục cái địa vị đó, phải 52 cái địa vị đó, mà mình phải mở cửa khai lục độ trên không. Thiền môn phải mở cái cửa lục độ để tu lục độ, để hành lục độ, thì mình có thể vượt lên cái địa vị của 52 địa vị đó, vượt qua cái kiếp hải mà đáng lẽ là phải trải qua tam A Tăng Kỳ. Mà ở đây nếu mà mình mở cái cửa lục độ mà mình tu tốt rồi đó, là không cần phải vượt qua tam A Tăng Kỳ thứ lớp như vậy. Cho nên mấy cái này nó sâu lắm đó. Thành ra tu đạo Phật là có thể là hàng tỷ tỷ năm cũng chưa, có thể là chưa thể được A Tăng Kỳ thứ nhất. Rồi hàng triệu triệu năm nữa cũng chưa chắc đã được cái A Tăng Kỳ thứ hai, nếu mình tu không có khéo, không có tốt, không có gặp chánh pháp, không có liễu ngộ thượng thừa, thì mình tu hàng tỷ tỷ năm mà không có A Tăng Kỳ nào hết. Mà ở đây mà khai lục độ thì hạnh môn mở cái cửa lục độ để mà thực hành lục độ, thì có thể viết tâm kỳ chỉ kiếp hải. Cái kiếp hải mênh mông sâu xa thẳm vậy đó mà có thể vượt qua để mà thành Phật này. Cho nên Đức Phật Thích Ca này, khi mà căn cơ, cái chủng tánh, cái trình độ, cái nghiệp thiện, thiện nghiệp nó tích lũy mà tới cái lúc mà nó chín mùi, nó thành tựu rồi đó, thì chỉ có một kiếp là từ mười mấy tuổi rồi đi tu tới có 11 năm đó mà lục niên khổ hạnh, rồi 5 năm mà tìm học hả, 11 năm. Thì 11 năm đó là viết tâm kỳ chứ kiếp hạ là thành vô thượng bồ đề. Cho nên gọi là tâm A Tăng Kỳ, nhưng mà không phải là nó phải lâu năm. Mà nếu mà tôi không đúng cách, không đúng pháp, chủng tử nhân duyên không có, thì hàng tỷ tỷ năm cũng vẫn là chưa đạt tới cái gì. À, đây là cái lời nguyện thôi. Khai lục độ chi hạnh môn việt tam kỳ, chi kiếp hải kiến pháp tràng ư xứ xứ tha nghi võng ư trùng trùng. Con nguyện rằng là con sẽ kiến lập pháp tràng ở đây ở đó, chỗ kia chỗ nọ, nay thì miền Trung, mai thì miền Tây, mốt thì Trà Vinh, bữa nọ thì Cần Thơ, bữa nọ thì Nhà Bè, bữa nọ thì Trà Ôn, bữa nọ thì Bình Dương, vân vân. Để mà mở cái đàn đạo tràng để mà giảng kinh và thuyết pháp đó mà, nó gọi là pháp tràng. Dựng cái cờ, tràng là cái cờ, dựng cái cờ để mà truyền bá chánh pháp, nó gọi là pháp tràng. Kiến pháp tràng ư xứ xứ, phá nghi võng ư trùng trùng, phá cái lưới ghi cho người ta. Chúng sanh nghi không biết bao nhiêu mà kể. Mà cái người tu sĩ xuất gia học đạo chân chính là mình phá cái, mình xé cái lưới nghi cho người ta, làm cho người ta tung cái lưới nghi, làm cho nó rách cái lưới nghi của người ta, để người ta không còn bị cái lưới nghi nó bao quấn nữa. Cho nên nội cái là thân kiến nè, biên kiến nè, tà kiến nè, kiến thủ nè, giới cấm thủ nè, năm cái kiến hoạt đó thôi, đó là một cái lưới nghi vô cùng dày đặc, trùng trùng. Mà không nói, không nhấn mạnh, không chỉ rõ đó, thì
thì nội bao nhiêu đó nó lưới người ta. Lưới người ta giống như là cá mà bị lưới, trong lưới rồi là không có dùng dãy cái ngã nào mà an lạc, mà thanh thoát, mà tự tại được. Chúng ta lưới ghi dữ lắm đó, ở trong lưới ghi không đấy. Nhưng mà tại mình không biết đấy. Hồi lúc tôi đi dạy Hà Nội có một lần nọ tôi ra cái hồ Bãi Mẫu đó. Bây giờ không có dạy tôi ra đó, tôi ngồi tôi chơi, tôi nhìn tôi thấy. Tôi thấy như là người ta bữa đó người ta gạn cá để người ta vớt hồ. Mà muốn gạn cá vậy là vớt hồ cho nó cạn bên đây ra thì ta phải đem cái lưới người ta. Ta bắt đầu từ bên đây ta đem ta gạn sát đáy hồ, ta căng qua cái nửa hồ vậy đó. Tức là ta lùa cá qua mấy bên kia cho nó bớt cá phía bên này để người ta có thể là bơm nước người ta. Ta giác hồ mà người ta gạn lưới rồi ta đem qua rồi là cá cái bên mà người ta dự định người ta không có động tới đó, nó nhảy qua cái bên mà bị gạn, rồi cá cái bên bị gạn đó nó nhảy qua bên kia. Tôi mới trực ngộ ra, tôi nói à, thế thì phàm phu của chúng ta là thế này, y như vậy. Chúng ta ở trong cái lưới, chúng ta làm như là chúng ta cố ý mà để mà nhảy ra cho nó khỏi lưới vậy đó. Nhưng mà kỳ thật là con thì nhảy ra, gọi là nhảy ra khỏi lưới. Con bên đây nhảy trở lại cũng với cái ý tưởng là nhảy ra cho khỏi lưới. Mà kỳ thật là có con khỏi lưới thiệt, là nó qua trúng cái phía mà người ta chưa có bơm, chưa có tát. Còn cái con ở bên cái phía mà không bơm không tát là nhảy qua cái phía người ta sắp bơm sắp tát. Cái đó là tụi nó cái lưới ghi vậy. Chúng ta ở trong cái cõi đời này, cái lưới ghi nó dâng sẵn trên cõi đời này mà không có mấy người biết rằng mình nhảy phía nào để mà ra khỏi được cái lưới này. Nhảy tầm bậy tầm bạ, nhảy qua nhảy lợi, nhảy tới nhảy lui, mà sự thật là nhảy bậy nhảy bạ thì có nhảy bao nhiêu lần đi nữa cũng không ra khỏi cái lưới. Cho nên đây là mình nói thật này, học Phật tử học đạo không đơn giản đâu. Học phải hết nghi mới được. Bởi vì tham sân si mạn nghi là tư hoặc, là cái hoặc đó. Sao cái đó mà còn không bao giờ ra khỏi được cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc. Cho nên cái chuyện nghi vấn này ghê gớm lắm. Biết bao nhiêu trong hàng tu sĩ của chúng ta cũng còn chưa ra khỏi cái lưới nghi. Nội cái giáo lý thôi mà nhận thức không giống nhau. Thế thì cá nào nhảy trúng, cá nào nhảy sai mà không biết. Trừ ra cái con cá đó ha, là nó không ở trong hai cái lưới đó, nó ở ngoài. Và nó có cái điều kiện nào đó, nó ở trên, ở xa thì nó mới thấy. Chứ còn cá mà ở trong cái ao đó là nhảy không biết đường đâu, là ra mà ta khỏi mà biết, là cũng không biết đường phía nào là phải đi vào. Kiến pháp tràng ư xứ xứ phá nghi bỗng ư trùng trùng hàng phục chúng ma. Hàng phục chúng ma tức là hàng phục bốn thứ ma đó nha. Cái người tu hành phải hàng phục bốn thứ ma. Phiền não ma là một thứ, tức là kiến hoặc, tư hoặc, trần sa hoặc, vô minh hoặc. Phiền não ma là một thứ. Thiên ma là những cái thứ dục lạc nó cám dỗ đó. Các cái thứ mà văn minh hiện đại dục lạc cám dỗ ghê gớm, về tưởng, về sắc, về tài, về khí, về tứ độ tường đó, loại đó là thiên ma đó. Rồi ngũ ấm ma là cái thân tứ đại ngũ quẩn này nè, thân sắc thọ tưởng hành thức này nè, nó hành hoành chúng ta ghê gớm lắm, nó tác hại ghê gớm lắm. Nó là năm cái thành chiên đà la, nó là cái loại phản phúc. Có ưu đãi nó, có sủng ái nó bao nhiêu, chiên đà la không bao giờ thương chủ. Nó là bốn con rắn độc, nuôi nó 100 năm
tới nó vẫn cắn chết như thường. Cho nên cái thần này nè, là tứ đại và ngũ ấm này nè, là một thứ ma. Nó làm cho con người thân bại danh liệt, tán sản dông gia, bệnh tật, sanh lão bệnh tử, vô cùng đau khổ. Thành ra là nó là cái loại gọi là ngũ ấm ma, rồi phiền não ma, rồi thiên ma, rồi tử ma. Chữ ma đây không có nghĩa là lập lòe, le lưỡi, mặt xanh lên bạc như người ta thường hiểu. Người ta nhắc ma đấy đó, chết đó, mặt xanh lên bạc đó, bị nó le lưỡi dài đó. Không phải, đạo Phật không bao giờ đề cập tới cái thứ ma quái mà người ta đem, người ta nhắc trẻ con. Mà nói tới hàng một thứ ma, là thiên ma, thiền não ma, ngũ ấm ma và tử ma. Cái chữ tử ma có nghĩa là chết là chuyện bình thường, không có gì quan trọng. Nhưng mà có cái điều là trên con đường tu tập, mình phát tâm tu tập mà mình chưa được hoàn thiện, ý chí mình còn, mà mình áp dụng trên đường tu tập chưa triệt để, mà nó chặn nó chết đi. Thế thì đó, cái chết đó là cái chết ma đó, cái chết phá rối đó. Chữ ma đây có nghĩa là phá rối, là trở ngại. Cái chữ ma không có nghĩa là cái loại bạc sinh nên bạc, nhe răng le lưỡi rồi đấy. Hàng hục chúng ma thiệu long, tam bảo thừa sự thập phương chư Phật vô hữu bì lao. Con nguyện rằng là con phải hàng phục các thứ ma như vậy, và con nguyện rằng là làm sao cho tam bảo được thịnh vượng. Tam bảo được thịnh vượng thì chỉ có cái cách là xiển dương chánh pháp, tục diệm truyền năng, tiếp dẫn hậu lai báo Phật ân ân đức thì mới đền ơn được tam bảo thôi. Chứ tam bảo mà đi kiếm tiền cho nhiều, đem về mua đồ ngon không, mà đem mà cúng trên bàn Phật đó, rồi đem xuống rồi chia ra ăn đó, thì cái đó không có gọi là thiệu long tam bảo được đâu. Thiệu long tam bảo là phải xiển dương chánh pháp, phải tục diệm truyền năng, phải tiếp dẫn hậu lai, phải báo Phật ân đức, phải thuyết chánh pháp, phải hành chánh pháp, phải sống theo chánh pháp, nó gọi là thiệu long tam bảo. Chứ các chùa lớn hàng 5-10 tỷ một cái chùa, làm 20-30 chùa vậy cũng không gọi là thiệu long tam bảo. Bởi vì tam bảo không có cần cái thứ đó. Tam bảo mà tam bảo thiệt á, không có cần cái thứ. Cái thứ mà chùa chớn chở là chục tỷ này sang 100 tỷ khác, không cần. Vì sao vậy? Vì chùa đẹp cỡ nào, anh gắn, anh trang trí bằng cái gì cũng chỉ là nhất thiết hữu vi pháp. Thì như mộng, như quyển, như bào, như lộ, diệt như những cái điện thôi. Vì vậy cho nên thiệu long tam bảo đừng có hiểu sai lầm, mà phải là học chánh pháp, hành chánh pháp, sống theo chánh pháp, xiểm dương chánh pháp, tục diệm truyền năng. Thừa sự thập phương chư Phật vô hữu bì lao. Thừa sự thập phương chư Phật là những chỗ nào mà có những người phát bồ đề tâm, những người phát cái tâm giác ngộ hướng về với Phật pháp tăng với tam bảo, thì mình sẵn sàng mình thừa sự, mình cung phụng, mình giúp đỡ, mình chấn hưng, mình phát triển. Mà chư Phật đây không nhất thiết là phải ở trên mây trên trời, mà chư Phật đây là những cái người mà học chánh pháp, hành chánh pháp, sống theo chánh pháp, truyền bá chánh pháp, làm những cái việc mà giữ gìn chánh pháp cửu trụ trên cõi đời này. Thì chỗ nào mà có người làm như vậy, mình sẵn sàng ủng hộ, và đó là thừa sự thập phương chư Phật vô hữu bị lao. Không có sợ gian nào, gian lao không có sợ khó nhập. Tu học nhất thiết pháp môn tất giai thông đạt. Con nguyện tu học tất cả pháp môn đều thông suốt hết. Quảng tác phước huệ khổ lợi trần xa. Con hy vọng rằng con sẽ làm những cái điều kiện mà tạo ra phước đức, ra trí tuệ rộng rãi,
để mà lợi lạc khắp cho mọi người như là số cát, bụi cát ở trên sa mạc vậy, nhiều như vậy đó. Đắc lục dũng chư thần thống viên nhất sanh chi Phật quả, nguyện cho mọi người được lục chủng, được thần thông, được viên mãn cái Phật quả ngay trong một đời này. Nhiên hậu, mà nhiên hậu đây là nói nó cũng nguyện vậy đó, con chết cho tới khi con chết, rồi nhiên hậu con chết rồi con trở lại đây, nhiên hậu bất xả pháp giới, biến nhập trần lao, đẳng Quan Âm chư từ tâm hạnh phổ hiền chư nguyện hại. Sau này là con bỏ cái thân này rồi, con nguyện trở lại. Con không rời bỏ cái pháp giới này đâu, bởi vì pháp giới này mà bỏ sao được mà bỏ. Tất cả các pháp sanh diệt, diệt sanh, sanh sanh diệt diệt, vô cùng vô cực, cho nên là có muốn bỏ cũng không bỏ được. Thành ra nhiên hậu bất xả pháp giới, con không rời pháp giới này, con sẽ nhập đi vào khắp vào trong trần lao, đồng như Quan Âm vậy, đồng như cái từ tâm của Quan Âm vậy, đồng như là cái nguyện hải của Phổ Hiền vậy. Thôi nhiều quá ha, vô đây đi. Hay lắm, nhưng mà cái này là chẳng qua là kinh cầu nguyện. Cái này là chẳng qua là kinh cầu nguyện là nhiều, cái bài này cầu nguyện là nhiều. Có cái đoạn trước đó là nói chân lý sâu sắc, giáo lý sâu sắc, còn khúc này là thuộc về kinh cầu nguyện. Tôi nói cái này để chúng để ý nè, chúng ta tụng á, hàng ngày đó nhiều cái mình tụng cầu nguyện chứ không phải kinh Phật. Mà kinh cầu nguyện thì có thể được mà cũng có thể không được, là vì cầu nguyện mà mình nói cái đó ra rồi mình làm, mình phát nguyện rồi mình làm thì cái cầu nguyện đó được. Ví dụ như chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, cái câu đó là cái câu mình nói, mà nói như vậy để gì? Có nghĩa là con nguyện độ chúng sanh nhiều vô biên, thì mình độ đó mình phải độ bằng cái gì chứ? Mình độ bằng vật chất, là mình đem vật chất mình bố thí, mình cứu độ cho người ta cái bằng cứu nghèo, thì có vật chất thì mình độ người ta, cứu độ người ta bằng vật chất. Còn cái cách độ thứ hai là mình không có vật chất thì là mình phải độ người ta bằng chánh pháp, bằng chánh pháp cứu khổ ta, bằng chánh pháp, pháp chánh pháp mới cứu khổ được. Mà cái người đệ tử Phật thì là chúng sinh vô biên thể nguyện độ, là phải độ bằng chánh pháp mới là chánh nghiệp. Chứ còn mình đi kiếm vật chất cho nhiều rồi mình đem đi cho đó, cái đó là mình đi làm giùm người ta vậy thôi, chứ không phải là cái vai trò chính yếu của cái người đệ tử xuất gia đâu. Phiền não vô tận tại nguyện đó, mình nói như vậy, mình nguyện vậy, nhưng mà mình có đoạn không? Tham sân si mạn nghi phẫn hận phú não tật sanh vân vân, hằng ngày mình có đoạn không? Do vậy cho nên là mình đọc kinh, mình phải biết mình đọc cái gì, mình đọc để làm gì? Đọc đó là để mình phải hành đây. Cho nên cái bài này hay rằng hay thì thật là hay đó, nhưng mà còn có lễ hay không? Tùy mỗi người của chúng ta, chứ không phải đọc nghe nghe vậy là gọi là có phước. Cái này là các vị thấy nó hay nè, hay cho nên mới nhờ tôi triển khai nè. Mà rằng hay thì thật là hay. Mà nếu mà chúng ta mà không hiểu qua vậy mà chúng ta không làm được cái gì trong đó thì nghe ra ngậm đắng nuốt cay thế nào vậy? So chi nhân bực tiêu tao mà dột lòng mình cũng nao nao lòng người, ngày nào cũng nói mà không có đơn giản. Người ta để ý như vậy. Bữa sau học lần nữa ha.
Cho nên là học đạo Phật á, phải học cái liễu nghĩa thượng thừa. Giống như là cái luồng trung tâm áp thấp nhiệt đới cuốn, nó gì là cuốn lốc ha, nó giật lên cả cái tòa nhà, chứ không phải là nó chỉ làm lung lay cái lá cây vậy thôi đâu. Cho nên mình học mà không phải là liễu nghĩa thượng thừa đó thì giống như là ảnh hưởng cơn bão áp thấp nhiệt đới bằng cách là lá cây đông đưa vậy thôi. Mà ở đây là tính tính xuất gia đồng chân nhập đạo, lục căn thông lợi tâm, nghiệp thuần hòa, bất nghiệp nhiễm thế duyên, thường tu phạm hạnh. Rồi cái là phải tính tính xuất gia đồng chân nhập đạo, hay là tu tập tính pháp mình liễu ngộ đại thừa. Cái chữ nó quan trọng vậy. Cho nên là người ta nghe kinh, ta mới biết kinh nào là kinh của nhân thừa, kinh nào kinh của thiên thừa, kinh nào là kinh của thanh văn thừa là tiểu thừa đấy, rồi kinh nào là kinh của duyên giác thừa là trung thừa, còn kinh nào là dạy cho đại thừa Bồ Tát. Đấy, vì vậy mà ở đây á, tu tập chánh pháp liễu ngộ đại thừa, đắc lục chủng chi hạnh môn, diệt tam kỳ chi kiếp hại. Con nguyện là con đi con đường của đại thừa, chứ còn không phải là thí dụ như trung thừa, tiểu thừa, nhân thiên là con không muốn. Cũng như là lại sám hối á, lại sám hối có câu á, ngã kim phát tâm bất dị tự cầu nhân thiên phước bảo. Con nay phát tâm là để mà sám hối trước Phật đây á, không cầu cái phước báo của nhân thừa, của thiên thừa. Thanh dương duyên, thanh văn duyên giác, nải chí quyền thừa, con cũng không cầu cái thừa thanh văn, tiểu thừa, con cũng không cầu cái thừa của duyên giác là trung thừa, và con cũng không cầu quyền thừa Bồ Tát, tức là việc Bồ Tát mà chưa có đăng địa, chưa có lên cái địa vị thập địa đó, con cũng không cầu. Nải chí quyền thừa Bồ Tát, duy tối thượng thừa Pháp Bồ Đề Tâm, con chỉ quy y vào tối thượng thừa, tức là liễu nghĩa thượng thừa này là đại thừa này, để mà có phát cái tâm bồ này. Cho nên cái bài này đây nè, nó nói vậy đó. À, tôi nói vậy đó rồi để ý coi cái kinh điển không có phải cái nào cũng thứ nhau. Mình đọc lớp học thừa nào, nghe cái người đó, cái thầy đó giảng thừa nào, cái đối tượng cho ai, cái này khó nghe. Tu tập chánh pháp, tu tập chánh pháp khác mà còn không chánh pháp khác, biết bao nhiêu người mệnh danh là đệ tử mà có khi chưa hề gặp chánh pháp, cũng như ít có khi ít có người mà gặp được cái trung tâm của áp thấp tuyệt đối lắm, mà nếu mà gặp cái đó là mất mạng, là chết người, cho nên ít có người gặp cái đó, mà gặp được những cái bìa chéo, những ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới. Thế thì tu tập cái chánh pháp á, không phải là nhiều người được gặp đâu. Liễu ngộ đại thừa, khai lục độ chi hạnh môn, mở cái cửa tu về hạnh lục độ, mở cửa để mà hành đó, mà bắt đầu hành bố thí, thì giới, nhân dục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ, phải mở cái cửa lục độ để mà đi vào, mà thực hành, mà tu tập, phải khai lục độ chi hạnh môn, diệt tam kỳ chi kiếp hại, tu cái mở cái cửa lục độ thì mới diệt được cái kiếp hại của tam ác kỳ. Tại vì trên cái nguyên tắc, cái đạo lý chung là cái người mà tu tập mà từ phàm phu mà tới thành địa vị Phật á, là phải trải qua tam a tăng kỳ. Tam a tăng kỳ là từ thập tính, thập hạnh, thập hồi hướng. Thập tính, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng ngang bằng cái địa vị quả đó, noãn đảnh nhẫn thế đệ nhất, ngang bằng đó được gọi là đệ nhất a tăng kỳ. Tu thành tựu được pháp noãn, pháp nhẫn, pháp đánh, pháp thế đệ nhất là đệ nhất a tăng kỳ.
rồi tu tập để mà có ngang bằng với cái trình độ sơ địa, nhị địa, tam địa, tứ địa, ngũ địa, lục địa, thất địa. Đó là những người đó là những người được đệ nhị ở tăng kỳ. Rồi từ đệ bát bất động địa, bất động địa hiện tiền địa, diễn hành địa, thiên quyền địa, pháp dân địa, là ba cái địa sau đó là đệ tam ba tăng kỳ. Do vậy mà từ phàm phu mà thành Phật là phải tu phải vượt qua tam ba tăng kỳ, tức là phải mấy chục cái địa vị đó, phải 52 cái địa vị đó. Mà mình phải mở cửa khai lục độ trên không, chèn môn phải mở cái cửa lục độ để tu lục độ, để hành lục độ, thì mình mới có thể vượt lên cái địa vị của 52 địa vị đó, vượt qua cái kiếp hải mà đáng lẽ là phải trải qua tam ba tăng kỳ. Mà ở đây nếu mà mình mở cái cửa lục độ mà mình tu tốt rồi đó, là không cần phải vượt qua tam ba tăng kỳ thứ lớp như vậy. Cho nên mấy cái này nó sâu lắm đó. Thành ra tu đạo Phật là có thể là hàng tỷ tỷ năm cũng chưa, có thể là chưa thể được a tăng kỳ thứ nhất. Rồi hàng triệu triệu năm nữa cũng chưa chắc đã được cái a tăng kỳ thứ hai, nếu mình tu không có khéo, không có tốt, không có gặp chánh pháp, không có liễu ngộ thượng thừa, thì mình tu hàng tỷ tỷ năm mà không có a tăng kỳ nào hết. Mà ở đây mà khai lục độ thì hạnh môn mở cái cửa lục độ để mà thực hành lục độ thì có thể biết tâm kỳ chi kiếp hải. Cái kiếp hải mênh mông sâu xa thẳm vậy đó mà có thể vượt qua để mà thành Phật này. Cho nên Đức Phật Thích Ca này, khi mà cái căn cơ, cái chủng tánh, cái trình độ, cái nghiệp thiện, thiện nghiệp nó tích lũy mà tới cái lúc mà nó chín mùi, nó thành tựu rồi đó, thì chỉ có một kiếp là từ mười mấy tuổi rồi đi tu tới có 11 năm đó mà. Lục niên khổ hạnh, rồi 5 năm mà tìm học hả, 11 năm. Thì 11 năm đó là giết tâm kỳ chứ kiếp hạnh, là thành vô thượng Bồ Đề. Cho nên gọi là tâm A Tăng Kỳ, nhưng mà không phải là nó phải lâu năm. Mà nếu mà tôi không đúng cách, không đúng pháp, chủng tử nhân duyên không có, thì hàng tỷ tỷ năm cũng vẫn là chưa đạt tới cái gì. À, đây là cái lời nguyện thôi. Khai lục độ chi hạnh môn diệt tam kỳ, chi kiếp hải kiến pháp tràng ư xứ xứ phá nghi võng ư trùng trùng. Con nguyện rằng là con sẽ kiến lập pháp tràng ở đây ở đó, chỗ kia chỗ nọ, nay thì miền Trung, mai thì miền Tây, mốt thì Trà Vinh, bữa nọ thì Cần Thơ, bữa nọ thì Nhà Bè, bữa nọ thì Trà Ôn, bữa nọ thì Bình Dương, vân vân. Nếu mà mở cái đàn đạo tràng để mà giảng kinh và thuyết pháp đó mà, nó gọi là pháp tràng. Dựng cái cờ, tràng là cái cờ, dựng cái cờ để mà truyền bá chánh pháp, nó gọi là pháp tràng. Kiến pháp tràng ư xứ xứ phá nghi võng ư trùng trùng, phá cái lưới ghi cho người ta. Chúng sanh nghi không biết bao nhiêu mà kể. Mà cái người tu sĩ xuất gia học đạo chân chính là mình phá cái, mình xé cái lưới nghi cho người ta, làm cho người ta tung cái lưới nghi, làm cho nó rách cái lưới nghi của người ta, để người ta không còn bị cái lưới nghi nó bao quấn nữa. Cho nên nội cái là thân kiến nè, biên kiến nè, tà kiến nè, kiến thủ nè, giới cấm thủ nè, năm cái kiến hoặc đó thôi, đó là một cái lưới nghi vô cùng dày đặc, trùng trùng. Mà không nói, không nhấn mạnh, không chỉ rõ đó, thì nội bao nhiêu đó nó lưới người ta.
lưới người ta giống như là cá mà bị lưới trong lưới rồi, là không có dùng dãy cái ngã nào mà an lạc, mà thanh thoát, mà tự tại được hết. Chúng ta lưới ghi những lớp đó, ở trong lưới ghi không đấy, nhưng mà tại mình không biết đấy. Hồi lúc tôi đi dạy Hà Nội có một lần nọ tôi ra cái hồ Bãi Mẫu đó. Bây giờ không có dạy, tôi ra đó tôi ngồi tôi chơi, tôi nhìn tôi thấy như là người ta bữa đó người ta gạn cá để người ta vớt hồ, mà muốn gạn cá vậy là vớt hồ cho nó cạn bên đây ra thì ta phải đem cái lưới, người ta bắt đầu từ bên đây ta đem, ta gạn sát đáy hồ, ta căng qua cái nửa hồ vậy đó, tức là ta lùa cá qua mấy bên kia cho nó bớt cá phía bên này để người ta có thể là bơm nước, người ta giác hồ, mà người ta gạn lưới rồi ta đem qua rồi là cá cái bên mà người ta dự định người ta không có động tới đó, nó nhảy qua cái bên mà bị gạn, rồi cá cái bên bị gạn đó nó nhảy qua bên kia. Tôi mới trực ngộ ra, tôi nói à, thế thì phàm phu của chúng ta là thế này, y như vậy. Chúng ta ở trong cái lưới, chúng ta làm như là chúng ta cố ý mà để mà nhảy ra cho nó khỏi lưới vậy đó. Nhưng mà kỳ thật là con thì nhảy ra, gọi là nhảy ra khỏi lưới. Con bên đây nhảy trở lại, cũng với cái ý tưởng là nhảy ra cho khỏi lưới. Mà kỳ thật là có con khỏi lưới thiệt, là nó qua trúng cái phía mà người ta chưa có bơm, chưa có tát. Còn cái con ở bên cái phía mà không bơm không tát là nhảy qua cái phía, người ta sắp bơm sắp tát. Cái đó là tụi nó cái lưới ghi vậy. Chúng ta ở trong cái cõi đời này, cái lưới ghi nó dâng sẵn trên cõi đời này, mà không có mấy người biết rằng mình nhảy phía nào để mà ra khỏi được cái lưới này. Nhảy tầm bậy tầm bạ, nhảy qua nhảy lợi, nhảy tới nhảy lui, mà sự thật là nhảy bậy nhảy bạ thì có nhảy bao nhiêu lần đi nữa cũng không ra khỏi cái lưới. Cho nên đây là mình nói thật này, học Phật tử học đạo không đơn giản, học phải hết nghi mới được. Bởi vì tham sân si mạn nghi là tư hoặc, là cái hoặc đó, sao cái đó mà còn không bao giờ ra khỏi được cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc. Cho nên cái chuyện nghi vấn nè, ghê gớm lắm. Biết bao nhiêu trong hàng tu sĩ của chúng ta cũng còn chưa ra khỏi cái lưới nghi, nội cái giáo lý thôi mà nhận thức không giống nhau. Thế thì cá nào nhảy trúng, cá nào nhảy sai mà không biết, trừ ra cái con cá đó ha, là nó không ở trong hai cái lưới đó, nó ở ngoài, và nó có cái điều kiện nào đó nó ở trên, ở xa thì nó mới thấy. Chứ còn cá mà ở trong cái ao đó là nhảy không biết đường đâu, là ra mà ta khỏi mà biết, là cũng không biết đường phía nào là phải đi vào. Kiến pháp tràng ư xứ xứ phá nghi vọng ư trùng trùng hàng phục chúng ma. Hàng phục chúng ma tức là hàng phục bốn thứ ma đó nha. Cái người tu hành phải hàng phục bốn thứ ma. Phiền não ma là một thứ, tức là kiến hoặc, tư hoặc, trần sa hoặc, vô minh hoặc. Phiền não ma là một thứ. Thiên ma là những cái thứ dục lạc nó cám dỗ đó. Các cái thứ mà văn minh hiện đại dục lạc cám dỗ ghê gớm, về tưởng, về sắc, về tài, về khí, về tứ độ tường đó, loại đó là thiên ma đó. Rồi ngũ ấm ma là cái thân tứ đại ngũ quẩn này nè, thân sắc thọ tưởng hành thức này nè, nó hành hoành chúng ta ghê gớm lắm, nó tác hại ghê gớm lắm. Nó là năm cái thành chiên đà la, nó là cái loại phản phúc, có ưu đãi nó, có sủng ái nó bao nhiêu, nhưng đà la không bao giờ thương chủ. Nó là bốn con rắn độc, nuôi nó 100 năm, đụng tới nó vẫn cắn chết như thường.
Cho nên cái thân này nè, là tứ đại và ngũ ấm này nè, là một thứ ma. Nó làm cho con người thân bại danh liệt, tán sản dông gia, bệnh tật, sanh lão bệnh tử, vô cùng đau khổ. Thành ra là nó là cái loại gọi là ngũ ấm ma, rồi phiền não ma, rồi thiên ma, rồi tử ma. Chữ ma đây không có nghĩa là lập lòe, le lưỡi, mặt xanh lên bạc như người ta thường hiểu. Người ta nhắc ma đấy đó, chết đó, mặt xanh lên bạc đó, bị nó le lưỡi dài đó. Không phải, đạo Phật không bao giờ đề cập tới cái thứ ma quái mà người ta đem, người ta nhắc trẻ con. Mà nói tới hàng một thứ ma, là thiên ma, thiên não ma, ngũ ấm ma và tử ma. Cái chữ tử ma có nghĩa là chết là chuyện bình thường, không có gì quan trọng. Nhưng mà có cái điều là trên con đường tu tập, mình phát tâm tu tập mà mình chưa được hoàn thiện, ý chí mình còn, mà mình áp dụng trên đường tu tập chưa triệt để, mà nó chặn nó chết đi. Thế thì đó, cái chết đó là cái chết ma đó, cái chết phá rối đó. Chữ ma đây có nghĩa là phá rối, là trở ngại. Cái chữ ma không có nghĩa là cái loại bạc sinh nên bạc, nhe răng le lưỡi rồi đấy. Hàng hục chúng ma thiệu long, Tam Bảo thừa sự thập phương chư Phật vô hữu bì lao. Con nguyện rằng là con phải hàng phục các thứ ma như vậy, và con nguyện rằng là làm sao cho Tam Bảo được thịnh vượng. Tam Bảo được thịnh vượng thì chỉ có cái cách là xiển dương chánh pháp, tục diệm truyền năng, tiếp dẫn hậu lai báo Phật ân, ân đức thì mới đền ơn được Tam Bảo thôi. Chứ Tam Bảo mà đi kiếm tiền cho nhiều, đem về mua đồ ngon không, mà đem mà cúng trên bàn Phật đó, rồi đem xuống rồi chia ra ăn đó, thì cái đó không có gọi là Thiệu Long Tam Bảo được đâu. Thiệu Long Tam Bảo là phải xiển dương chánh pháp, phải tục diệm truyền năng, phải tiếp dẫn hậu lai, phải báo Phật ân đức, phải thuyết chánh pháp, phải hành chánh pháp, phải sống theo chánh pháp, nó gọi là Thiệu Long Tam Bảo. Chứ các chùa lớn hàng 5-10 tỷ một cái chùa, làm 20-30 chùa vậy cũng không gọi là Thiệu Long Tam Bảo. Bởi vì Tam Bảo không có cần cái thứ đó. Tam Bảo mà Tam Bảo thiệt á, không có cần cái thứ, cái thứ mà chùa chớn chở là chục tỷ này sang 100 tỷ khác, không cần. Vì sao vậy? Vì chùa đẹp cỡ nào, anh gắn, anh trang trí bằng cái gì cũng chỉ là nhất thiết hữu vi pháp. Thì như mộng, như quyển, như bào, như lộ, việc như những cái điện thôi. Vì vậy cho nên Thiệu Long Tam Bảo đừng có hiểu sai lầm, mà phải là học chánh pháp, hành chánh pháp, sống theo chánh pháp, xiểm dương chánh pháp, tục diệm truyền năng. Thừa sự thập phương chư Phật vô hữu bì lao. Thừa sự thập phương chư Phật là những chỗ nào mà có những người phát Bồ Đề Tâm, những người phát cái tâm giác ngộ hướng về với Phật Pháp Tăng, với Tam Bảo, thì mình sẵn sàng, mình thừa sự, mình cung phụng, mình giúp đỡ, mình chấn hưng, mình phát triển. Mà chư Phật đây không nhất thiết là phải ở trên mây trên trời, mà chư Phật đây là những cái người mà học chánh pháp, hành chánh pháp, sống theo chánh pháp, truyền bá chánh pháp, làm những cái việc mà giữ gìn chánh pháp cửu trụ trên cõi đời này. Thì chỗ nào mà có người làm như vậy, mình sẵn sàng ủng hộ, và đó là thừa sự thập phương chư Phật vô hữu bì lao. Không có sợ gian nan, gian lao không có sợ khó nhọc. Tu học nhất thiết pháp môn tất giai thông đạt. Con nguyện tu học tất cả pháp môn đều thông suốt hết. Quảng tác phước huệ khổ lợi trần xa. Con hy vọng rằng con sẽ làm những cái điều kiện mà tạo ra phước đức, ra trí tuệ rộng rãi, để mà lợi lạc khắp chỗ.
cho mọi người như là số cát, bụi cát ở ở trên sa mạc vậy, nhiều nhiều như vậy đó. Đất lục dũng như thần thông viên nhất sanh chi Phật quả, nguyện cho mọi người được lục chủng, được thần thông, được viên mãn cái Phật quả ngay trong một đời này. Nhiên hậu, mà nhiên hậu đây là nói nó còn nguyện vậy đó, con chết cho tới khi con chết, rồi nhiên hậu con chết rồi con trở lại đây. Nhiên hậu bất xả pháp giới, biến nhập trần lao, đẳng Quan Âm chứ từ tâm hạnh phổ hiền chứ nguyện hải. À, sau này là con bỏ cái thân này rồi, con nguyện trở lại. À, con không rời bỏ cái pháp giới này đâu. Bởi vì pháp giới này mà bỏ sao được mà bỏ. Tất cả các pháp sanh, diệt, diệt sanh, sanh sanh diệt diệt, vô cùng vô cực. Cho nên là có muốn bỏ cũng không bỏ được. Thành ra nhiên hậu bất xả pháp giới, con không rời pháp giới này. À, con sẽ nhập đi vào khắp vào trong trần lao, đồng như Quan Âm vậy, đồng như cái từ tâm của Quan Âm vậy, đồng như là cái nguyện hải của Phổ Hiền vậy. Thôi nhiều quá ha, vô đây đi. Hay lắm, nhưng mà cái này là chẳng qua là kinh cầu nguyện. Cái này là chẳng qua là kinh cầu nguyện là nhiều, cái bài này cầu nguyện là nhiều. Có cái đoạn trước đó là nói chân lý sâu sắc, giáo lý sâu sắc, còn khúc này là thuộc về kinh cầu nguyện. Tôi nói cái này là chúng để ý nè, chúng ta tụng á, hàng ngày đó nhiều cái mình tụng cầu nguyện chứ không phải kinh Phật. Mà kinh cầu nguyện thì có thể được mà cũng có thể không được. Là vì cầu nguyện mà mình nói cái đó ra rồi mình làm, mình phát nguyện rồi mình làm thì cái cầu nguyện đó được. Ví dụ như chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, cái câu đó là cái câu mình nói. Mà nói như vậy để gì? Có nghĩa là con nguyện độ chúng sanh nhiều vô biên. Thì mình độ nó mình phải độ bằng cái gì chứ? Mình độ bằng vật chất, là mình đem vật chất mình bố thí, mình cứu độ cho người ta cái bằng cứu ngàn, cứu nghèo. Thì có vật chất thì mình độ người ta, cứu độ người ta bằng vật chất. Còn cái cách độ thứ hai là mình không có vật chất thì là mình phải độ người ta bằng chánh pháp, bằng chánh pháp cứu khổ ta, bằng chánh pháp, pháp chánh pháp mới cứu khổ được. Mà cái người đệ tử Phật thì là chúng sinh vô biên thể nguyện độ, là phải độ bằng chánh pháp mới là chánh nghiệp. Chứ còn mình đi kiếm vật chất cho nhiều rồi mình đem đi cho đó, cái đó là mình đi làm giùm người ta vậy thôi, chứ không phải là cái vai trò chính yếu của cái người đệ tử xuất gia đâu. Phiền não vô tận tại nguyện đó, mình nói như vậy, mình nguyện vậy, nhưng mà mình có đoạn không? Tham sân si mạn nghi phật hạnh phú não tật sanh vân vân, hàng ngày mình có đoạn không? À, do vậy cho nên là mình đọc kinh, mình phải biết mình đọc cái gì, mình đọc để làm gì? Đọc đó là để mình phải hành đấy. Cho nên cái bài này hay rằng hay thì thật là hay đó, nhưng mà còn có lễ hay không? Tùy mỗi người của chúng ta, chứ không phải đọc như nghe vậy là gọi là có phước. Cái này là các vị thấy nó hay nè, hay cho nên mới nhờ tôi triển khai nè. Mà rằng hay thì thật là hay. Mà nếu mà chúng ta mà không hiểu qua vậy mà chúng ta không làm được cái gì trong đó thì nghe ra ngậm đắng nuốt cay thế nào vậy? So chi nhân bực tiêu tao mà dột lòng mình cũng nao nao lòng người. Ngày nào cũng nói mà không có đơn giản. À, người ta để ý như vậy. À, bữa sau học lần nữa ha.
học tập về cái bài sám quy mạng của cái thời Công Phu Khuya mà các thiền môn thường sám niệm. Trước khi đi vào cái đoạn mới thì tôi nhắc đại chúng là để ý đó nha, để ý cái từ thập tiền thập sử tích thành hữu lậu chi nhân đó. Lục căn lục trần vọng tác vô biên chi tội đó. Thì cái thập tiền đó tức là hai chục, mười trong hai chục cái món chi mạc phiền não. Cái đó cần phải nhớ ngay, mà tôi nghĩ rằng là nói trong chữ ni đó không ai được không thuộc cái đó. Là để chút xíu rồi tôi để mấy phút rồi tôi sẽ hỏi lại đấy. Nghĩa là không ai có quyền không thuộc cái đó nếu mình là đệ tử Phật. Thì cái thập tiền đó là 10 ở trong hai cái món chi mạc phiền não. Còn thập sử á là 10 cái món mà trong đó năm món thuộc về kiến hoặc, năm món thuộc về tư hoặc. Mà hai cái hoặc đó là con người mà không ra khỏi tam giới là do hai cái hoặc đó, kiến hoặc và tư hoặc. Cho nên muốn ra khỏi tam giới là cũng không thể nào không thuộc, không nhớ tên, nhớ mặt, nhớ cái pháp số về thập sự, không thể không nhớ. Thập tiền thập sự là người đạo sĩ, người tu sĩ không thể không nhớ. Còn nói tới không thể không biết đó là cái chuyện nó quá tệ rồi, cái đó là thôi rồi đuổi ra khỏi chùa cho rồi. Tôi nhắc lại chúng cái đó là lát tôi hỏi đó nha. Giống như dọn bài thử đó mà. Chứ chẳng lẽ là không hiểu gì hết, chẳng lẽ không thuộc gì hết. Bởi vì các vị thấy cái giá trị của nó đó, cái tác hại của nó đó. Tự vi chân tánh uổng nhập mê lưu, tùy sanh tử dĩ phiêu trầm, trục sắc thanh như tham nhiễm. Tham nhiễm cái gì? Trục sắc thanh như tham nhiễm là tại vì thập triền thập sử tích thành hữu lậu chi nhân. Thế thì ghê gớm lắm. Chạy theo thất sắc, theo thanh, theo hương, theo vị, theo xúc, theo pháp là do thập triền thập sử mà nó thúc đẩy, nó xui dục, nó xui quẩy, nó làm cho mình là chạy theo cái thập triền thập sự, và từ đó mà nó tích lũy nó thành cái nhân hữu lậu. Vì vậy cho nên là phải để ý mà học cái đó. Rồi lục căn lục trần vọng tác vô biên chi tội cũng là do thập triền thập sự nó tích thành hữu lậu chi nhân. Rồi nó làm cho lục căn lục trần vọng tác vô biên chi tội. Rồi mê luân khổ hải, nó bắt đầu bữa nay mình tiếp rồi. Mê luân khổ hải thâm nịch tà đồ, mê muội chìm đắm ở trong cái biển khổ. Mình ngồi về mình tưởng mình ngồi trên khô chứ không phải. Mình ở lằn hợp với biển khổ. Mình tưởng mình ngồi trên trên đất bằng, trên nhà nền nhà, chứ kỳ thật là nhìn bằng đạo nhãn, bằng tuệ nhãn là mình ở dưới sông, sông ái, tức là ái hà thiên xích lãng.
khổ hải vạn trùng ba, mình đang ở lặng hợp với ái hà, với sông ái, với biển khổ, chứ không phải mình ngồi trên khô. Tại mình tưởng mình ngồi khô chứ mình không phải ngồi trên khô. Vì vậy mà không có người nào mà an lành, mà tự tại, mà giải thoát, mà sung sướng được. Đó là một sự thật. Bởi vì những người mà cứ lặn hụp nổi trôi với sông mê biển ái đó, thì những người mà luôn luôn phải bơi lội, phải chống chọi trong cái tử thần như vậy, thì có người nào mà sướng được. Thành ra để ý cái đó, để thấy rằng là cái tập truyền tập sử nó quan trọng lắm đó. Cho nên là để ý mà học. Mê luân khổ hải thâm địch tà đồ, trước ngã đam nhân. Trước ngã đam nhân nó cũng là do tự vi chân tánh. Tự vi chân tánh rồi cũng do thập truyền thập sử mà nó làm cho mình trước ngã đam nhân. Trước ngã đam nhân có nghĩa là đam trước ngã nhân. Phàm phu chúng sanh bị khổ đau là tại vì bốn cái tướng chấp căn bản là chấp ngã, gọi là ngã tướng. Kinh Kim Cang bác giả gọi là ngã tướng. Đam nhân tức là nhân tướng. Từ ngã tướng nhân tướng thì nó lại sanh ra chúng sanh tướng và thọ mạng tướng. Cho nên cái trọng tâm của Kinh Kim Cang là dạy mọi người hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa là phải hóa giải, phải triệt tiêu về bốn cái tướng ngã, nhân, chúng sanh và thọ mạng tướng. Mà ở đây lục căn lục trần bọn tất vô biên chi tội rồi, nó làm cho chìm đắm trong khổ hải rồi, rồi đi sâu vào trong đường tà rồi, là trước ngã đam nhân. Chứ trước là chấp, chứ đam là đam mê, tức là chấp mắt và đam mê về ngã, về nhân, về chúng sanh, về thọ giả, về thọ mạng giả. Chấp bốn tướng, chấp hai tướng thì nó thành ra bốn tướng, chấp bốn tướng nó thành ra nghĩa là chấp hết thải hiện tượng vạn pháp trên cõi đời này. Mà chấp hiện tượng vạn pháp trên cõi đời này thì nó càng trung trung cái khổ sở chồng chất lên nhau. Bởi vì nhất thiết hữu như pháp, như mộng, quyển, bào, ảnh, như lộ, như điện, lẽ ra mình phải hiểu nó như vậy. Mình phải hiểu rằng tất cả hiện tượng vạn pháp đều là như mộng, đều là như cảnh trong mộng, như huyễn, như là hình ảnh của màn bạc trên tivi, như bào là phải coi nó mong manh tạm bợ như là cái bọt nước giữa cái đám mưa mù vậy, bọt nước ở đầu ghềnh vậy. Như ảnh là như những cái bóng, cái bóng trong gương, cái bóng người trong gương, cái bóng trăng ở dưới nước, lẽ ra phải hiểu nó như vậy. Như lộ giống như điện, lẽ ra phải thấy vạn pháp rằng là nó như sương mai vậy, nó có đó rồi nó tan biến mất hết, sau đó mấy chục phút đồng hồ, sương mai mù sáng nó có khi mặt trời chưa mọc, mà mặt trời bình minh mà vừa xuất hiện thì cái sương mai mù sáng đó nó không còn, nó tan biến hết, mà cũng chẳng biết nó đi đâu, vì đó là sương mà. Như điện chớp ở trên trời, mà mấy bữa mà sắp giông bão thì thấy là những dằn đó có thể là chết người đó, nhưng mà thật chất của nó, đố ai tìm nó có cái chất gì.
Thế thì lẽ ra là phải thấy như vậy nó mới đúng chân lý đó. Nhất thiết hữu vi pháp, tức là tất cả hiện tượng vạn pháp trên cõi đời này như mộng, như huyễn, như bào, như ảnh, như lộ, như điện, lẽ ra phải thấy như vậy mới đúng. Vậy mà trước ngã tạm nhân, tức là mình chấp cái ngã, cái bản ngã của mình, chấp cái tôi của mình, cái ta của mình. Rồi muốn củng cố cái tôi, cái ta đó là phải tham danh, tham lợi, tham quyền tước, tham địa vị để củng cố cái danh lợi để cho cái bản ngã này nó to ra, gọi là trước ngã. Trước ngã tức là chấp, củng cố gì cái bản ngã. Chữ tham là đam mê đó, mê mình rồi mê người, mê những người thân của mình. Mê mình là trước ngã, mà mê người khác, mê những người thân, người thương của mình là đam nhân. Chữ tham là đam mê. Trữ uổng thố trực, lý sanh nghiệp chướng, nhất thiết khiên vương. Từ nơi cái trước ngã tâm nhân đó mà cử uổng thọ trực, nghĩa là mình cất nhắc những cái điều mà không đáng cất nhắc. Chứ cử là cất nhắc mà. Cất nhắc những người ở trong phe mình, trong cánh mình, ăn cánh với mình, thì nó làm bậy, nó nói bậy, nó ăn ở không ra gì, mà mình vẫn cất nhắc, mình đề bạc nó lên. Thế là gọi là cử uổng. Phát trực hay là thố trực, tức là những người đó người ta cần, ta kiệm, ta liêm, ta chánh, ta chí công, ta vô tư, ta khiêm tốn, ta giản dị trong đời sống người ta, mà cái đó mình không bằng lòng, nó trái với ý mình, là mình triệt hạ, mình tuyên truyền xấu xa để mình nhận chìm họ, để mình đi họ. Đó là phát trực, gọi là thố trực, cử uổng thố trực. Lụy sơn nghiệp trước, nếu mà mình có cái hành động như vậy, mình trước ngã tam nhân, rồi mình cứ uống thố trực, thì nó sanh ra cái bằng lụy sơn nghiệp trước. Cái nghiệp trước nhiều đời, từ hồi nào tới giờ mình vẫn có cái chất đó. À, cho nên là tội lỗi dễ đầy và không có an lành hạnh phúc được. Cái chữ cử uổng thố trực đó nó hay lắm, muôn đời chữ nó có giá trị. Cất nhắc đề bạc những cái người nào, dù những người đó không ra gì, nhưng mà nó có gắn bó quyền lợi, nên là gắn bó danh vọng địa vị, tương quan tương trợ nâng đỡ cho nhau, thì mình đề bạc, mình cất nhắc họ lên. Còn cái người ta tốt cách nào, thánh thiện cách nào mà không ăn cách với mình, không gắn bó quyền lợi với mình, thì mình không quan nghênh mà còn trù dập, thậm chí còn tìm cách hủy diệt càng hay. Đó là cái câu đó, cử uổng thố trực. Vì vậy mà nghiệp chướng đời này qua đời khác không có an lành, không có giải thoát. Đây, cái câu đó là coi như là mình trình bày cái tâm tư, cái nguyện vọng, cái sai trái của cuộc đời của người tu sĩ, để gây ra cái tội lỗi là do lục căn lục trần nó vọng tác vô biên chi tội, do thập thiền thập sử nó tích thành hữu lậu chi nhân. Cho nên bây giờ đây mới sám hối đây nè. Cử uổng thố trực là lý sanh nghiệp chứng, nhất thiết khương diêu. Bây giờ sám hối đây nè: ngưỡng tam bảo dĩ từ bi, lịch nhất tâm nhi sám hối. Ngưỡng mong Phật bảo pháp bảo tăng bảo tam bảo từ bi, con xin trải hết tấm lòng của con, những cái nghiệp chướng nhiều đời nhiều kiếp, con xin trang trải hết tấm lòng của con để bày tỏ phát lộ trước Phật pháp tăng tam bảo, xin sám hối. Lên cái tâm tức là mình trải hết tấm lòng mình, xin sám hối những cái tội lỗi mà do thập tiền thập sử, do lục căn lục trần mà nó tích thành hữu lậu chi chăng,
mà nó vọng tác vô biên chi tội, nó cử uổng thố trực. Những nghiệp trước đó con xin lực nhất tâm như sám hối, con trang trải hết, không còn chừa cái gì để giấu giếm. Sở nguyện năng nhân chứng bạc thiện hữu đề què. Cái câu này thì rằng hay thì thật là hay, nhưng mà cái người mà hiểu sâu hiểu chất thì nó cũng chất, mà nếu không khéo, không khéo thì nó thành ra một cái tâm hồn ủy mị và cầu nguyện gian xin gỡ giống. Nếu như có một cái tâm hồn yếu đuối quý vị mà với một ý chí cầu nguyện gian xin để gỡ giống, để tha tội đó, thì cái chỗ này có thể nhiều người hiểu lầm. Còn như tôi thì không có hiểu lầm rồi, đành rằng tôi có nói câu như vậy mà tôi không hiểu lầm. Sở nguyện năng nhân chứng bạc thiện hữu đề què. Con xin nguyện năng nhân, tức là chỉ đến Phật Thích Ca đấy, là nói chung là Phật Thích, là nói chung là chư Phật, nhưng mà nói riêng là Phật Thích Ca. Sở nguyện năng nhân chứng bạc, mong Phật cũng như chư Phật, nghĩa là chấp nhận cái lời cầu xin, trải cái lòng sám hối của con, và cũng cầu mong thiện hữu đề què, các thiện hữu tri thức, các bạn lành bạn đạo, nói chung là tăng bảo, pháp bảo tăng bảo, đề què chắc dẫn con để cho con được đi lên. Đề què là dắt dẫn, mà dắt dẫn chiều hướng đi lên đó, đi lên con đường thánh thiện á. Để chi? Để xuất phiền não chi thâm nguyên đáo bồ đề chi bỉ ngạn. Để con ra khỏi cái vực sâu phiền não, để cho con đến được cái bờ giác, cái bờ bồ đề nước bàn ở phía bên kia. Còn chúng con thì đang ở bờ bên này, mà ở giữa nó có cái sông phiền não. Con mong cầu đấng năng nhân từ bi hứa cả lời sám hối của con. Con mong rằng thiện hữu giúp đỡ dắt dẫn con, để cho con vượt ngang được cái sông phiền não, từ cái bờ mê, từ cái bờ mê, cái bờ của phàm phu đau khổ này, để qua được cái bờ giác, từ cái bờ lục phàm này, để con qua vượt qua cái sông phiền não này, mà để con đến được cái bờ tứ thánh ở bên kia. Nhưng mà xuất phiền não chứ tâm nguyên táo về bồ đề chi bỉ ngạn, bỏ cái bờ này, cái bờ mê muội khổ đau này, vượt qua sông phiền não đến cái bờ giác. Thử thế có cơ mạng vị, các nguyện xương long lai sanh trí trưởng linh miêu đồng hy tăng tú, sanh phùng Trung Quốc trường ngộ minh sư, tánh tính xuất gia đồng chơn nhập đạo, lục căn thông lợi tam nghiệp thuần hòa, bất nhiễm thế duyên thường tu phạm hạnh, chấp trì cấm giới trần nghiệp bất xâm, nghiêm hộ oai nghi nguyên phi vô tổn, bất phùng bát nạn, bất khuyết tư duyên, bát nhã trí chỉ hiện tiền bồ đề tâm nhi bất thối, tu tập chánh pháp liễu ngộ thượng thừa, đắc lục chủng chi hành môn diệt tam kỳ, chi kiếp hải kiến pháp tràn ương xứ xứ, phá ngư võng ương trùng trùng, hàng phục chúng ma thiệu long tam bảo thừa phụng, thập phương chi Phật vô hữu bì lao, tu niệm nhất thiết pháp môn tất gia thông đạt, phổ lợi trần xá đắc lục chủng chi thần thông diệt tam kỳ chi phước hải. Thế thì là cái đoạn này coi vậy mà nó không có nhiều nữa, không có khó nữa, cho nên đọc một hơi là hết thôi, chỉ cần có cái hiểu nghĩa. Bây giờ tôi nói cái nghĩa đó như thế này:
Trước ngài Nam Nhân cử Uẩn Thất Trực, lữ sinh nghiệp chướng, nhất thiết thiên vương, ngưỡng tam bảo như từ bi, lịch nhất tâm như sám hối. Người ta nói rồi, sở nguyện năng nhân, chứng bạ thiện hữu đề què, xuất phiền não như thâm quyên, đáo bồ đề chi bị ngạn. Người ta nói rồi, ha. Thử thế phước cơ mạng vị, các nguyện xương long, tức là cái phước đức, cái nền tảng phước đức ở đời này, và cái thọ mạng của con mong cho nó được bình an, sức khỏe, hết cái bệnh tật. Đó là hiện giờ thử thế đó, thử thế tức là đời này, thì cái nền phước đức và cái mạng vị của con nguyện cho nó được bình an, khỏe mạnh, lai sanh trí trưởng linh nghiêu. Và con cũng nguyện cho cái đời sau của con là cái trí, cái mầm linh trí tuệ, nó sẽ có cái cơ hội để nó nảy nở, nó phát sinh. Là sanh trí trưởng linh miêu, đồng thi tăng tú. Đời này thì là sức khỏe, bình an, sức khỏe, và đời sau thì là cái hộp giống trí tuệ nó được nảy mầm. Và đều là đời này cũng như đời sau đều là xum xê thịnh vượng, nảy nở tốt đẹp, sanh vùng Trung Quốc trường ngộ minh sư, chánh tính xuất gia đồng chân nhập đạo. Con mong rằng là con sẽ sanh được ở Trung Quốc và luôn luôn được gặp minh sư. Trung Quốc ở đây là để ý, không phải là nước Trung Hoa, mà Trung Quốc ở đây là ở cái chỗ không phải là vùng sâu vùng xa, không phải là biên địa hạ tiện. Vùng sâu vùng xa là nó có cái từ mà nó hơi đau đớn một chút, là vùng sâu vùng xa, tức là biên địa hạ tiện. Còn như ở đây mà ta nguyện sanh vùng Trung Quốc là ở cái chỗ mà có văn minh, có người trí thức, có bạn lành, chứ đừng có nói là có đèn điện, rồi có trường nhảy, rồi có karaoke, rồi có cà phê ôm, rồi cái đó không phải cái đó. Cái Trung Quốc không phải vậy. Cái là Trung Quốc ở đây không được nói là thành phố Sài Gòn hay là thủ đô Hà Nội, mà là cái chỗ có bạn lành, có chỗ có thiện hữu trí thức, cái chỗ đó có người trí thức để cùng nhắc nhở nhau trên con đường học đạo. Như Trung Quốc là cái nghĩa vậy, không phải vùng sâu vùng xa, mà cũng không phải là ở cái chỗ thị thành qua lệ, cũng không phải nhất thiết là phải ở thủ đô, mà cái chỗ có đủ cái điều kiện để tu hành. Cho nên nguyện con là có nguyện là sanh phùng Trung Quốc trường ngộ minh sư, lúc nào cũng được gặp minh sư. Chứ ở Trung Quốc mà không phải gặp minh sư thì cũng như không ở Trung Quốc. Ở Sài Gòn mà không được học hành gì hết